chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút về cái hành trình qua Mỹ của mình. Thì mình qua Mỹ theo dạng du học sinh F1. Mình qua nước Mỹ này vào năm 2008. Thì tính đến nay cũng là đã gần 12 năm rồi. Mình là đi học đại học ở Việt Nam. Mình học ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức. Mình học được đến năm thứ 2 thì mình nghỉ ngang. Và lúc đó thì mình có ao ước là đi Mỹ. Cho nên là mình đã apply visa đi du học ở Mỹ. Và mình đã, trước khi mình đi Mỹ thì mình có học tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ ILA ở Sài Gòn. Bạn nào ở Sài Gòn thì chắc chắn sẽ biết là trung tâm Anh ngữ ILA hồi đó, cách đây 10 năm, thì rất là nổi tiếng. Bây giờ thì có nhiều trung tâm ra quá rồi, cho nên là có lẽ nó không còn được nổi tiếng như hồi xưa nữa. Và trong cái trung tâm ILA đó, nó có một bộ phận phụ trách về mảng du học. Thì mình học tiếng Anh ở đó, và thông qua cái bộ phận du học ở đó luôn, và người ta tìm trường cho mình. Thì mình học tiếng Anh một năm trước khi mình đi qua Mỹ này. Nhưng mà khi mà qua Mỹ, cái bang mình, tiểu bang đầu tiên mình qua, khi mình tới, khi mình đến Mỹ là tiểu bang Washington, thành phố Seattle. Mình học ở trường Seattle Central Community College. Về hệ thống Seattle Community College nó có tới 3 trường lận. Thì mình học là trường Central. Thì ở cái trường đó thì cũng chắc là có rất nhiều bạn ở Việt Nam, bạn nào đang có ý định tìm hiểu du học thì chắc cũng phải biết trường này. Tại trường này rất là đông du học sinh Việt Nam qua đó học. Mình học ở trường Seattle Central được 2 năm. Thì chủ yếu là mình học tiếng Anh, học lớp ESL và học một số lớp của đại học. Và sau đó thì mình sau khi hết kết thúc 2 năm thì mình transfer qua một trường đại học ở bên Texas, đó là trường Texas A&M University. Để tiếp tục cái chương trình học của mình 4 năm á, thì mình học là chuyên ngành về gọi là Computer Engineering. Và sau khi mình tốt nghiệp trường Texas A&M thì mình may mắn kiếm được việc làm ở Texas, là thành phố Austin, làm đúng cái chuyên ngành của mình học luôn, đó là mình làm về Software Engineer. Thì mình làm Software Engineer ở Texas được khoảng 3 năm. Thì sau đó mình chuyển đi một cái bang khác để mình làm. Đó là tiểu bang Atlanta, thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia là nơi hiện tại mình đang sống ở đây. Thì mình chuyển qua đây vì ở đây có gia đình của mình, bên phía bên ngoại của mình ở bên đây cũng khá nhiều, cho nên mình qua đây mình sống và trải nghiệm cái môi trường mới. Thì mình ở đây cũng được hơn một năm rưỡi rồi. Thì sắp tới chắc là mình sẽ làm một cái series video về du học, hoặc là các dạng qua Mỹ để định cư, đi du lịch, đi du học. Những cái kiến thức, những cái trải nghiệm của mình mà mình đã đúc kết được trong suốt hơn 10 năm sống và làm việc ở Mỹ này. Thì theo mình á, đối với việc du học á, thì việc vấn đề đầu tiên mà một người ở Việt Nam muốn, khi mà muốn qua nước Mỹ này du học á, thì vấn đề đầu tiên họ phải đối mặt đó là việc xin visa đi du học. Thì xin visa đi du học ở Mỹ nói chung, ở nói riêng và những cái nước khác nói chung á, thì có vẻ là vấn đề về chứng minh tài chính là vấn đề mà khó khăn nhất. Thì bạn phải chứng minh được rằng á, khi bạn qua Mỹ học thì gia đình của bạn hoặc là bản thân của bạn có đủ tài chính để hỗ trợ toàn bộ quá trình học. Chung là tất cả toàn bộ chi phí, tiền học, tiền ăn ở thì nhà nước Mỹ sẽ, cái nhân viên lãnh sự quán sẽ trông chờ, sẽ expect bạn là bạn sẽ phải có đủ tiền để trả toàn bộ chi phí ăn học ở Mỹ. Và vì họ không có muốn bạn đi qua Mỹ này không đủ tiền học hoặc là chưa đủ, và bạn sẽ qua đây bạn đi làm thêm và làm thêm ở ngoài hay làm thêm trong trường gì đó để trả tiền học, thì cái điều đó người ta không muốn. Người ta muốn rằng là bạn đã phải có sẵn tiền để đủ để đi học rồi. Thì nhà bạn nào có điều kiện càng khá giả, càng có nhiều tài sản, ví dụ ba mẹ làm kinh doanh hay là làm lương cao, nhà có nhiều nhà tài sản cho thuê, cho mướn hoặc bất động sản hay gì đó đủ để cover, để cho người ta thấy là nhà bạn là có nhiều tiền, cái thu nhập mỗi tháng của gia đình bạn sau khi mà trừ hết chi phí
ăn ở cho gia đình ở bên Việt Nam thì vẫn còn rất là dư nhiều để cho bạn đi sống và học ở đây. Thì bạn nào chứng minh được điều đó thì cái khả năng đậu visa sẽ cao hơn rất là nhiều. Đó về mặt tài chính. Về cái mặt thứ hai nữa là người ta lãnh sứ quán á, khi mà trước khi cấp visa người ta cũng muốn xem là cái khả năng của bạn sau khi học xong bạn có quay trở lại Việt Nam hay không. Bởi vì cái visa du học là cái visa không định cư, nó gọi là non-immigrant, tức là cái người mà lãnh sự quán, nhân viên lãnh sự quán sau khi vào phỏng vấn bạn á, họ lúc nào cũng phải đặt trong đầu họ cái tình huống là bạn sẽ ở lại. Họ phải giả định trước đó là bạn sẽ muốn ở lại, và cái nhiệm vụ của bạn là phải chứng minh với người ta điều ngược lại, tức là bạn chứng minh được với người ta rằng bạn sẽ không ở lại sau khi bạn học xong. Thì khi nếu bạn chứng minh được điều đó thì người ta sẽ cho bạn đi thôi. Thứ nhất là về tài chính, thứ hai là về cái khả năng ở lại sau khi học xong, là hai cái vấn đề mà bạn phải chứng minh được để có được visa. Thì rất nhiều người mặc dù tài chính vững vàng, gia đình rất giàu có nhưng mà vẫn rớt visa, bởi vì cái khả năng của họ quay trở lại Việt Nam họ không chứng minh được cái điều đó. Có thể là do người này có anh em bà con, hay là một người anh, một người em nào đó đã từng đi du học ở Mỹ và đã tìm cách ở để ở lại Mỹ, bằng dù có là hợp pháp hay bất hợp pháp. Thì cái đến người thứ hai mà đi xin visa du học á, người ta sẽ có thể là sẽ bác cái đơn xin visa du học này. Mình đã từng có một người bạn, người này thì đi qua Mỹ du học, và sau đó người ta mặc dù người ta học rất giỏi, mà sau đó người ta ra người ta đi làm xong rồi người ta kết hôn ở lại. Thì cái người em của cái người đó ở Việt Nam đến tuổi mà gia đình cũng muốn cho qua Mỹ du học á, thì đi phỏng vấn visa 3 lần đều rớt cả 3 lần, và cuối cùng phải đi một nước khác. Dạ, sau khi mà đậu được visa rồi thì cái vấn đề tiếp theo thì nói chung là bạn sẽ, nếu bạn nào giỏi tiếng Anh ở Việt Nam, giỏi tiếng Anh rồi á, thì đó là một lợi thế rất lớn sau khi mà qua Mỹ du học. Vì bạn sẽ không cần phải lấy rất nhiều lớp tiếng Anh nữa, mà bạn có thể vào hẳn chương trình học luôn. Tuy nhiên thì bạn nào nếu mà tiếng Anh mà cảm thấy vẫn chưa tốt lắm á, thì mình khuyên là nên học càng nhiều tiếng Anh càng tốt ở Việt Nam. Bạn học càng tốt á, thì cái cuộc sống của bạn khi qua đây nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đừng có để mà qua, tính là nó là qua đây học. Có nhiều người nói, hồi xưa mình ở Việt Nam cũng có nhiều người nói mình là thôi cứ qua Mỹ trước đi rồi học tiếng Anh sau, thì vào Mỹ học xong nhanh hơn. Nhưng mà thật sự mà nói á, thì bây giờ mình thấy ở Việt Nam cái điều kiện mà để học tiếng Anh cũng rất là nhiều, rất là đầy đủ. Cái trung tâm tiếng Anh đều có cái giáo viên người bản xứ, người nước ngoài đến dạy. Thì mình đến đó mình học rồi mình cũng được giao tiếp với người nước ngoài nhiều. Rồi mình có thể đi ra những cái câu lạc bộ, hoặc những cái con đường phố đi bộ Nguyễn Huệ, hoặc là cái phố Tây Bùi Viện gì đó ở Sài Gòn đó. Nếu bạn nào ở Sài Gòn thì biết, còn bạn khác mình nghĩ những thành phố khác cũng sẽ những có cái những cái khu như vậy thôi. Thì mình đến mình học mình tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Tốt như thế nào thì theo mình á, cái mình dùng cái thang điểm của TOEFL và IELTS làm cái mức đánh giá. Thì theo mình đó, bạn nào á, IELTS khoảng 6 chấm trở lên, TOEFL, IBT á nha, hồi xưa mình thi IBT á, khoảng từ 80 điểm trở lên thì mình nghĩ là ok để đi du học rồi, là đội bạn đủ để khả năng để vô trường đại học của Mỹ để học rồi. Nếu bạn nào mà thời gian gấp rút hoặc hoàn cảnh gia đình gì đó mà muốn rằng qua Mỹ này học tiếng Anh thì cũng ok thôi, nhưng mà thì bạn phải chịu khó bỏ tiền ra để học thêm những cái lớp tiếng Anh bên đây thì nó sẽ tốn thời gian hơn một chút. Nhưng mà nếu bạn nhà bạn có điều kiện thì cũng không thành vấn đề, thì bạn qua đây bạn học. Rồi nếu bạn nào có mà gia đình cho mà đi học qua Mỹ du học từ lúc ở bậc cấp high school á, bậc phổ thông á, thì cũng tốt. Thì mình thường á, thì người ta mình thấy người ta đi á, là người ta sẽ đi từ năm lớp 11, học cấp 3 năm lớp 11 ở Việt Nam, người ta sẽ đi qua đây học lại lớp 11 hoặc là xuống học lớp 10 bên đây, tùy nha. Thì mình để ý những người bạn của mình mà nếu ai mà từng qua đây học high school ở đây á, thì cái tiếng Anh của họ sẽ tốt hơn hẳn những người nào mà mới qua Mỹ mà lô đại học học thẳng luôn. Tại vì học high school ở đây á, thì bạn sẽ được tiếp xúc với những cái người bạn cấp 3, bản xứ. Và lúc đó khi bạn qua đại học high school thì lúc đó bạn khoảng chừng 15, 16 tuổi. Thì lúc đó cái khả năng mà bạn tiếp thu tiếng Anh nó vẫn sẽ tốt hơn rất là nhiều so với một người như mình. Ví dụ mình qua Mỹ
năm mình lúc đó mình đã 20 tuổi rồi, thì cái khả năng nghe nói của mình nó, mình học thì cũng học nhưng mà nó cũng hơi chậm hơn, mình cảm giác nó hơi chậm hơn so với bạn khác. Thì có, cái này cũng có thể là do cái khả năng ngôn ngữ của mỗi người thôi. Thì mình cảm nhận mình là cái khả năng ngôn ngữ của mình không được tốt lắm, cho nên mình học cái một cái ngôn ngữ mới như tiếng Anh, mặc dù tiếng Anh là nó thuộc dạng một ngôn ngữ dễ, thì mình học mình vẫn cảm thấy là mình khá là chậm so với những người bạn khác, đặc biệt là con gái thì có vẻ là cái khả năng về ngôn ngữ sẽ tốt hơn con trai rất là nhiều. Thì mình khi mình qua đây mình học ở Community College, tức là một cái trường cao đẳng 2 năm. Thì nhiều bạn thì qua đây thì apply thẳng vô đại học luôn, đại học 4 năm, cái trường đại học 4 năm. Ở đây Mỹ nó có hai cái hệ thống là University, tức là trường đại học, và trường College, Community College, tức là trường cao đẳng. Cái từ College là cái từ dùng chung cho cả University và Community College. Thì Community College trường chỉ là 2 năm thôi, còn University là trường 4 năm. Nhưng mà người Mỹ sẽ dùng cái từ College để chỉ chung cho là University và hay Community College. Thì khi một người nói I go to college thì điều đó có nghĩa là người này có thể là người ta học đại học 4 năm, hoặc là người ta có thể học đại học, học cao đẳng 2 năm. Nhưng mình là học cao đẳng 2 năm. Thì 2 năm đó mình chỉ học ESL thôi, và một số lớp, lấy một số lớp của cơ bản của đại học, như là những lớp toán, lý, hóa và những môn xã hội như là lịch sử, psychology, tức là về tâm lý học. Thì những cái thường tất cả những trường đại học nào 4 năm hay 2 năm thì người ta khi mà cái năm đầu tiên người ta cũng sẽ yêu cầu lấy những lớp giống nhau, thì là những cái lớp cơ bản đó, toán, lý, hóa hoặc là xã hội. Cái điểm mạnh của cái việc học ở college, tức là community college đó, là bạn sẽ tiết kiệm được chi phí hơn rất là nhiều. Vì thường ở community college đó, cái lớp học nó sẽ nhỏ hơn là một cái lớp học ở đại học. Một cái lớp học ở community college đó, nó chỉ khoảng từ, em nghĩ chỉ từ 20 đến 30 sinh viên một lớp thôi. Trong khi một cái trường, một cái lớp như vậy ở đại học đó, thì có thể tới từ 50 đến 100 sinh viên tùy cái giảng đường. Những trường đại học lớn thì lớn á, thì những cái lớp mà cơ bản như vậy thường người ta sẽ tổ chức ở những cái giảng đường rất là lớn, có tới cả 100 sinh viên, 100 200 sinh viên là chuyện rất bình thường. Thì mình cảm giác là mình học ở community college đó, học một cái những lớp mà dạng chỉ có 30-40 người thôi á, thì mình có được cái sự mà tương tác giữa mình với lại giáo viên nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Người ta sẽ có nhiều thời gian dành cho mình hơn, mình có thể đặt câu hỏi này nọ, vì cái lớp học nó cũng ít á, cho nên là mình cũng đỡ ngại hơn là mình đặt câu hỏi ở mà trường đại học lớn trong một cái giảng đường tới mấy trăm người. Với lại thứ hai là cái chi phí học á, chi phí học ở community college thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với học ở university. Mặc dù cũng cái lớp đó, cũng cái môn học đó, nhưng mà ở hai trường, hai cái hệ thống đó, thì cái tiền học nó sẽ khác nhau. Và thường á thì hay mình nhớ hồi xưa nha, mình học ở community college thì một lớp như vậy, một mùa mình lấy khoảng 4 lớp, từ 3 đến 4 lớp, mình đóng chỉ có khoảng từ 3 đến 4 ngàn đô một học kỳ thôi. Trong khi ở university thì mình phải một mùa cũng lấy 3 4 lớp như vậy thì cũng khoảng từ 10 đến 11 ngàn một mùa. Thì vậy mà cái học phí nó khoảng ở university nó khoảng gấp 3 lần so với học phí ở community college. Và cái điều thứ 3 nữa mình thích học ở community college đó, là bởi vì mình cảm giác là cái nội dung học nó dễ hơn. Bởi vì community college đó, thì cái số lượng kiến thức đó, nó cái số lượng bài vở mà bạn phải học đó, nó thường nó sẽ ít hơn là cái lượng bài vở mà ở university. Cái này thì cũng có lẽ là cũng tùy trường hợp thôi, nhưng mà đa số, mình đang nói đa số là như vậy, đa số là những cái lớp ở community college nó sẽ dễ hơn những cái lớp ở university, ở cùng một cái môn học nha, cùng một cái môn học nha. Bởi vậy khi mà mình học đại học, khi mình qua bên Texas học đại học á, thì đã những cái mùa hè á, nếu mà mình không đi làm internship á, mình sẽ xuống community college, mình kiếm một cái trường community college ở gần cái trường mà mình học á, mình đăng ký những cái lớp mà mình còn thiếu, hoặc những cái lớp mà cái trường đại học mình yêu cầu nhưng mà những cái trường đó, trường cao đẳng nó có offer những cái lớp đó, thì mình sẽ xuống
trường cao đẳng mình lấy những lớp đó cho nó vừa rẻ mà nó vừa dễ để mình lấy được điểm cao, thì khi mà transfer những cái điểm đó lên đại học thì người ta vẫn giữ như vậy thôi. Đúng rồi, trong trong lúc mà mình học đại học có một cái lớp mà gọi là political science, tức là những cái lớp này nó học về cái nền chính trị của nước Mỹ á, thì cái lớp này mình học ở trường đại học á thì mình bị một con bi, tức là mặc dù mình học rất cố gắng mà cái lượng bài vở nó rất là nhiều, mà mình là thuộc dạng người mà cái trí nhớ của mình nó không được tốt nữa, cái khả năng mà đọc mà nhớ của mình nó không được tốt, cho nên là mình cái lớp này mình chỉ được con bi thôi. Trong khi bạn bè mình thì cũng học và người ta được A rất là nhiều, thì mình muốn cải thiện cái con bi đó thì hè năm đó mình đã xuống trường cao đẳng, cái trường cao đẳng gần cái trường đại học của mình á, mình lấy cái lớp cũng y chang như vậy, mình lấy cái lớp đó mình thi lại và mình lần này mình được con A, và khi mà người ta chuyển cái điểm đó lên trên trường đại học của mình á, thì nó sửa lại thành con A, tức là nó bỏ cái con bi đó kia đi, nó sửa lại con A, không phải bỏ đi mà nó giữ hai điểm song song với nhau, thì cái điểm nào cao hơn nó sẽ lấy điểm đó. Còn gì nữa ta? Rồi bây giờ nói về cái disadvantage, tức là những cái gì mà bất lợi khi mà học ở trường cao đẳng là gì, thì theo mình thấy học ở trường cao đẳng thì nó chỉ cái trường cao đẳng 2 năm thường nó chỉ là cái bước chuẩn bị cho bạn lên đại học thôi. Thì nếu mà bạn học cao đẳng 2 năm á, thì bạn không thể nào ra được cái bằng đại học. Mà thường á, ai mà muốn học lên đại học á, người ta sẽ lấy lớp ở những cái trường cao đẳng 2 năm đó, lấy những cái lớp cơ bản như toán lý hóa, những cái lớp như môn xã hội á, lấy xong rồi á, người ta đủ tín chỉ á, gọi là credit á, đủ credit rồi người bạn sẽ transfer lên một cái trường đại học nào đó mà bạn thích. Thường ở trường cao đẳng 2 năm á, người ta không có dạy những cái chuyên ngành, ví dụ mình muốn học về computer engineering á, thì trường cao đẳng 2 năm á, nó chỉ có dạy, nó cũng có lớp những cái lớp về IT, những cái lớp về computer, nhưng là những cái lớp đó là để cho bạn học, để bạn thứ nhất là transfer lên đại học, hoặc là thứ hai là bạn học theo cái dạng học nghề á, thì khi bạn học xong 2 năm á, bạn có nó cấp cho bạn cái bằng 2 năm á, là cái bằng đó bạn thể là tính xem như là bằng technician, tức là bạn làm gọi là gì ta, kỹ thuật viên IT đi. Thì nếu mà so ra thì cái kỹ thuật viên IT thì cũng làm được, cũng đi làm, cũng có việc làm, cũng có thể xin được việc làm, nhưng mà cái lương chắc chắn sẽ không cao hơn, không phải nào cao bằng cái một cái người mà có bằng đại học 4 năm bằng kỹ sư ra, vì chỉ có trường đại học mới được cấp bằng kỹ sư thôi, còn trường cao đẳng mà 2 năm thì nó chỉ cấp cái bằng associate. Không biết dịch ra tiếng Việt là gì. Còn vào trường đại học 4 năm thì nó sẽ cấp cho bạn cái bằng bachelor. Bachelor thì cái tính là xem như là ở Việt Nam gọi là bằng cử nhân đó. Đối với các bạn nào mà ở Việt Nam mới qua thì mình nghĩ rằng nên học trường cao đẳng 2 năm trước. Học 2 năm xong rồi bạn transfer lên đại học thì nó sẽ tốt hơn. Đối với mình, theo mình ý kiến cá nhân của mình là như vậy. Còn nếu bạn nào có khả năng mà nhà bạn có đủ điều kiện vật chất, có kinh tế tốt và bạn có sức học tốt thì có thể bạn thể lên thẳng đại học, bạn học luôn. Ở đại học thì mình thấy đại học 4 năm thì mình thấy là nó sẽ có rất nhiều cái lớp học, nó sẽ trường nó sẽ to hơn là chuyện đương nhiên rồi, cái lớp học nó to hơn, bạn sẽ tiếp xúc được nhiều người hơn, nó có nhiều câu lạc bộ hơn, nó cái cơ sở vật chất nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đối với mình thì cái đó nó cũng không quan trọng lắm trong 2 năm đầu tiên mình ở đây, cho nên là mình đi cái con đường là qua cao đẳng cộng đồng rồi mới lên đại học. Thì mình sẽ, nếu mà ai hỏi mình thì mình sẽ khuyên là đi có con đường thứ hai, vì nó sẽ tiết kiệm cho bạn được nhiều thời gian và là cái điểm của bạn nó sẽ cao hơn. Vì những cái đại học thì học những lớp cơ bản mà học ở đại học thì nhiều khi nó cũng sẽ khó hơn là bình thường, cho nên là thì tùy các bạn thôi. Đó là lời chia sẻ của mình hôm nay về cái vấn đề mà đi du học về phần đầu thôi, còn mình sẽ còn rất nhiều thứ để chia sẻ nữa, thì trong những cái video tới mình sẽ tiếp tục nói. Bây giờ thì mình sẽ đi Walmart để mình pick up một cái kệ sách mà hôm nay nó có một cái discount rất là good deal, là chỉ có $5 một cái kệ sách 3 ngăn. Thì bây giờ mình sẽ đi và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.